Hello, xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ. Hôm nay thì mình sẽ quay cho bạn xem một cái con diều mà đã từng review. Nhưng hôm nay mình sẽ quay một cái dàn này. Cái dàn này chính là cái dàn hò còi hay là hò đàn. Mình sẽ bay con này cho các bạn xem nhé. Hôm nay gió to cứ phải gọi là better là nhè luôn. Ở chỗ mình hôm nay gió to 25 km/h các bạn ạ. Thế là mình sẽ thả con này cho các bạn xem trong cái buổi sáng hôm nay nha. Gió rất là đẹp trời. Đi, ơ, anh tưởng đi đường kia. Đây, giờ mình sẽ đi quay luôn con này cho các bạn xem nha. Này gió to mút từ chụt luôn. Để cho các bạn xem này. Ở chỗ mình kia có một con của chú với một con của mình, riêng con người này. Đấy, đang bay kêu sáo cực kỳ to nhá. Nhưng mình muốn gọi là phá sáo bằng cái cách là thả cái trận gió hôm nay xem như nào. Mang búa với mang kia đi, mang cái kia đi. Mang cả dây đi em. Rồi, ok các bạn ơi. Giờ là cánh đồng nhá các bạn nhá. Diều to mang, chỉ mang là cánh đồng chơi chứ mình đâm ở chỗ mình cũng được mà vướng cái điều kia. Con diều kia của mình đang thả rất là ok rồi nhá. Ui, cong cái diều 27 rồi giữ được bộ 13 quả này nó cũng hơi quá đi, 50 nó hơi quá tí. Trời đất hết. Đi rồi. Rồi. Đấy, cho bạn xem cánh đồng ở khu vực cực thoáng. Thả diều mình chỉ thả ở cái tầm giới hạn thôi các bạn nhé. Dây không để cho nó vướng vào dây điện hoặc là rơi vào người ta là được. Rồi, đi đi ra đây. Rồi, chuẩn bị set up thả con diều này lên trời các bạn nhé. Nó hơi lung lay tí này. Mình sẽ buộc, tí mình sẽ buộc cho nó chắc lại nhá. Đóng một hồi thì tầm này có mà kéo diều 4-5 mét không sao các bạn nhé. Tôi quân là người đâm hay nào? Anh đâm vậy. Em đâm. Em đâm mấy cái gì cho em đâm. Ê, bỏ ra con này, từ từ á. Rồi, con này giờ mình sẽ bay luôn cho các bạn xem nhá. Con này đâm con này. Nối dây nào. Nối dây vào đây xem nào, không biết hôm trước. Đưa dây mà đâm. Đưa dây đi cho anh. Đưa đâu dây đâu ạ. Nó to đấy. Đâm con này đi, không biết là nó sẽ quá không. Nên được. Con này nói chung là nên được. Hôm nay trời không có nắng mà cũng không có mưa. Vì vậy trời rất là mát. Này con này đi con ơi. Cái này mình cũng không cần kéo nhiều các bạn nhé. Đây đi. Thank you.
này đang lên cao. Quân này, quân này, quân này. Kéo thử không? Đi qua anh. Kéo được. Cho em mình, kéo vào nhé. Con này lúc mà đâm lên mẹ nó cao căng mấy đạn á. Căng mấy trường. Quân kéo đi Quân. Kéo đi Quân. Nghệ nhân 7-8 tuổi, các bạn nhá, 8 tuổi đúng không Quân? Nghệ nhân 8 tuổi kéo con diều 2m7. Đấy các bạn thấy không? Học lớp 3 kéo diều 2m7 vẫn ok các bạn nhá. Đấy. Em mình cho kéo với tầm đẳng cấp luôn. Quân này. Kéo được không? Đó, kéo về đây, nào. Đấy, để cháu mình kéo nhá. Úi giời, khỏe, cực khỏe luôn. Học lớp 8 các bạn nhé. Đó. Cuối cùng con cờ đỏ sao vàng đã lên trời với một bộ hoạt đàn. Nó còi D50 nhá. Đấy, đưa chú, cọc vào cho. Đưa chú cọc vào cho. Căng mãi. Ôi, lấy cọc các bạn ơi. Đấy, sau khi chơi diều xong là phải cọc vào các bạn nhá. Các bạn nhìn thế rồi, chứ thực ra nếu mà các bạn nào mới chơi diều cảm thấy nhìn thì mình giật nhẹ nhưng mà cầm vào biết nó phê cỡ nào. Rồi, rồi cọc xong các bạn nhá, để cho nó mình thả tầm này thôi. Hiện tại em nó nên căng đét trên trời rồi. 2m7, 2m8. Con này 2m8 thì phải. 2m7 2m8 con này trước mình có cõng mấy cái bộ kiểu như cái bộ kiểu như đàn ấy, bộ đàn D40 7 quả. Thế là đợt này cõng hẳn D50 13 quả, thế là vẫn cõng được các bạn nhé. Cõng siêu khỏe luôn. Gió này là gió 25 km. Gió to các bạn biết cỡ nào đấy. Nếu con này mình thả lên cao, tầng cao nữa. Cái nãy mình đang thả cái con diều hình người kia, thả cái dây bé bị đứt. Cái dây đấy kiểu như là chỉ thả liều 2m thôi, nhưng mà mình mang ra mình thả liều 2m3. Nên là gió to quá nó không thể nhai được. Đó, các bạn đã xem video của mình nha. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh của video của mình nhé. Đấy, bạn nào ưng ý diều thì cứ inbox cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Bye bye.